sih kayaknya lari. Wah. Sửa gì cả, bật thêm cái lúc nó khô đi thì không chịu lau ấy, nên là nó nhem quá, cái rất nhiệt tình phải rửa cái xe họ, nó vui ghê, mà ra mình phải lau nó đi được kính trước. Morning.
Em ơi, cho hỏi cái đường đến cái chỗ cái bản người Thái ở đường nào em? Ờ? Lại quay về đường Hà Nội hả? À. Cũng gần đây đúng không? Vâng, vâng, rất cảm ơn nhá. Qua rồi, đấy. Đường này xấu thế này. Bảo đi vào đây không à? Chuột đấy, nó đã kêu nàng rồi đốt lên đầu. Ôi, nó có cái gì? Cái gì đấy? Hoặc là cái mình thấy hai đứa mình nó thích. Nó sửa quá, nó chân tay nó nhảy. Đấy là mình vẫn đi đúng đường. Nhưng mà nó lại về phía Hà Nội, sau đó mới đi tiếp. Xăng à. Có cái xăng đấy. Đồng chí ơi, cho tôi đi nhờ với. Lách không kịp, lách thì nó sẽ xước xe.